Tại Hà Nội, hội chợ Xuân Giảng Võ được tổ chức tại 91 Trần Hưng Đạo, một điểm đến đã trở thành truyền thống của người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về, vừa được khai mạc. Năm nay, hội chợ là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với hàng nghìn chủng loại sản phẩm hàng hóa và đặc biệt là nơi hội tụ các đặc sản vùng miền địa phương trên cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, hội chợ Xuân Giảng Võ năm nay có hơn 600 gian hàng của 350 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc nhiều tỉnh thành từ miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ. Các gian hàng được bố trí thành các khu vực trưng bày theo từng ngành hàng cụ thể như dệt may, da giày, gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả cây cảnh, khu đặc sản vùng và khu vực đồ uống. Bên cạnh đó còn nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh tế, độc đáo phục vụ nhu cầu trang trí và tâm linh của người tiêu dùng như đồ sành sứ, mây tre, trầm hương, nến v.v. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ban tổ chức hội chợ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội như Sở Y tế, Quản lý thị trường, Quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, thường xuyên giám sát, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa bày bán tại hội chợ, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.